À rồi bạn lại hỏi thêm ở đây nữa. Con nghe nhiều người bảo chết bất đắc và tới số chết khác nhau. Theo trong phạm vi hạn hẹp của con, chết bất đắc là mình chưa tới số chết, nhưng do tác động từ ngoài dù vô tình cố tình làm cho chết. Nhưng mâu thuẫn ở chỗ, nếu ngày đó giờ đó họ phải chết dù bất cứ trường hợp nào thì sao người ta kêu là chết bất đắc? Ví dụ một người ngồi trong nhà bị sét đánh chết thì con hiểu họ tới số chết. Cái vấn đề này của bạn đó thì bạn cứ nghĩ như nè, bạn bạn nên đọc lại kinh Dược Sư đó, ở trong đó có nói về chín thứ hoạn tử, chẳng hạn như là chết bị trên té từ trên núi cao xuống, chết nước, chết lửa chẳng hạn, thì nó vẫn có những cái gọi là hoạn tử, là chưa tới số chết mà vẫn chết, là tại vì dĩ nhiên nó vẫn là do nghiệp đúng không? Thí dụ nó có những loại quỷ thần họ giữ, họ trấn ở một cái vùng biển nào đó, bạn đi ngang đó, họ dùng thuyền buồm, họ họ dùng nước để mà họ nhấn chìm thuyền của mình để mình chết, hay là họ đang đứng ở bìa núi, bạn đứng lờ rờ sờ sờ ra ngay đó, lờ quờ họ xô xuống cho bạn chết, thí dụ vậy, thì cái đó nó gọi là hoạn tử. Okay. Thì dĩ nhiên là vẫn có những cái trường hợp rất là đặc biệt mới bị chết như thế, chưa tới số mà vẫn chết. Nhưng mà chưa tới số mà vẫn chết là tại vì nó còn nằm ở trong cái chỗ là lẽ ra như bạn phải chết ở năm 70 tuổi, nhưng mà bạn làm rất là nhiều việc ác, cho nên cái tuổi thọ của bạn bị giảm xuống, thì chính những cái quỷ thần bạo ác đó họ mới có thể giết bạn được. Thấy chưa? Cho nên nếu mà bảo rằng chưa tới số chết gọi là hoạn tử thì cũng đúng, nhưng mà thực chất thì nó cũng tại vì do bạn tạo ra, gây ra những cái nghiệp ác đó, cho nên bạn phải bị chết sớm hơn. Đấy nha. Cũng có những người khi mà họ phải chết ở ở 50 tuổi ví dụ vậy, nhưng mà vì do họ tu tập, họ chuyển hóa được túc nghiệp của họ, thì thay vì họ sống như ngài Tịnh Không đó, lẽ ra là ngài chết ở năm 53 tuổi, ba người bạn của bà của ngài cũng chết ở 53 tuổi, hai người bạn với ngài là ba người, thì hai người kia chết ở 53 tuổi, nhưng ngài tu xong rồi ngài sống tới giờ chín mấy tuổi, thấy không? Đó. Thế thì bạn tu được, bạn có thể sống thọ. Bạn không tu được mà bạn làm ác, bạn có thể chết sớm. Sát sanh hại vật có thể khiến cho bạn chết sớm. Thay vì bạn có thể sống 70 tuổi, có thể bạn chết năm 60 tuổi, thí dụ vậy. Đấy nha. Thành ra dù có nói là hoạn tử hay không gì đó, nó còn phải tùy thuộc vào cái đời sống của bạn. Nhưng mà những thứ này thật ra nó gọi là vô bổ, nó không có bổ ích gì trong đời sống của mình hết. Mục đích mình biết những cái này để làm gì? Tại sao những cái bọn mà thầy đồng thầy bói họ hay thích dùng những cái đó, họ thích dùng những cái đó để họ dụ gạt người ta thôi, mục đích chỉ là để gạt gẫm người ta cho nó dễ nói những cái chuyện mà không ai thấy không ai biết hết đó, thì dễ chấp nhận hơn, có phải vậy không? À, chuyện nó chỉ đơn giản vậy thôi. Cho nên mình sống ở đời, nếu mình tu tập thì mình hãy tìm những cái gì mà nó có thể giúp ích cho đời sống của mình hiện tại nè thì mình làm, còn những cái câu hỏi mà nó vô bổ như vậy, nó không có bổ ích gì hết, mình có biết nó cũng chả giúp được gì, mà mình không biết nó cũng chả hại gì mình hết, vậy thì mục đích mình biết để làm gì? Chỉ để cho thỏa mãn cái tính tò mò của mình thôi, không hoàn toàn nó không dính dáng tới đạo, không dính dáng tới đời sống tu hành, gọi là vô bổ nha. Mình hỏi những câu đó nó không có lợi.